Tháng 1 năm 2022, khách hàng tại Hà Nội cần từ 1,328 tỷ đồng để lăn bánh chiếc SUV Ford Everest do mức ưu đãi thấp hơn các tháng trước. Theo tìm hiểu tháng 1 năm 2022, tại các đại lý Ford ở Hà Nội vẫn có chương trình ưu đãi dành cho mẫu SUV nhập khẩu Ford Everest. Tuy nhiên mức ưu đãi đã thấp hơn nhiều so với các tháng trước. Cụ thể, hai phiên bản Titanium 4WD và Sport được giảm 20 triệu đồng tiền mặt. Riêng phiên bản Titanium 4X2 được giảm nhiều hơn đến 30 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng thêm bảo hiểm thân vỏ, phim cách nhiệt, thảm sàn, bọc vô lăng và nước hoa hoặc cam hành trình. Tùy từng đại lý sẽ có ưu đãi phụ kiện riêng. So với các tháng trước, mức giảm của Everest đã thấp hơn nhiều. Hồi tháng 10 năm 2021, các đại lý áp dụng ưu đãi mạnh tay cho mẫu xe này, giảm giá từ 90 đến 105 triệu đồng. Cho đến tháng 11 và tháng 12 năm 2021, mức ưu đãi giảm dần chỉ còn từ 40 đến 50 triệu đồng. Và tháng 1 năm 2022 được cho là ghi nhận mức ưu đãi thấp nhất của mẫu xe này trong thời gian một năm qua. Theo nhân viên bán hàng, nguyên nhân được cho là thời điểm cuối năm, lượng xe Ford Everest nhập khẩu về không dồi dào. Các đại lý không có sẵn nhiều xe để giao cho khách hàng khiến giá xe tăng. Thậm chí, nhiều đại lý không đủ màu xe cho các phiên bản, khi khách hàng hỏi phải đi ngoại giao, đổi màu xe khác cho các đại lý thân quen để đáp ứng nhu cầu của khách. Dự kiến, càng về gần Tết Nguyên đán, tình trạng khan xe Everest càng lớn, mức ưu đãi vì thế cũng không thể giảm sâu hơn, nhân viên này cho biết thêm. Tuy nhiên, dù mức ưu đãi trên áp dụng chung ở nhiều đại lý, khách hàng vẫn có thể thương lượng khi trực tiếp đến xem xe, ký hợp đồng để giảm thêm từ 3 đến 5 triệu đồng. Không chỉ cắt giảm ưu đãi, theo nhân viên bán hàng các đại lý Ford ở Hà Nội, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, các phiên bản của Ford Everest cũng tăng giá niêm yết so với trước đây, dao động từ 12 đến 13 triệu đồng. Trong đó, hai phiên bản Titanium 4X2 và Sport tăng 12 triệu đồng, phiên bản Titanium 4X4 tăng 13 triệu đồng. Sau đây là giá lăn bánh Ford Everest tại Hà Nội tháng 1 năm 2022 dựa trên các loại thuế, phí mà chủ xe phải trả để ra được biển số. Tại các địa phương khác, giá lăn bánh sẽ thấp hơn. Phiên bản Everest Titanium 2.0 lít AT 4X2 giá 1 tỷ 328 triệu đồng. Everest Titanium 2.0 lít AT 4WD giá 1 tỷ 583 triệu đồng. Everest Sport 2.0 AT 4X2 giá 1 tỷ 261 triệu đồng. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.